Đây là một vấn đề. Hiện nay, có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào? Ủa gì vậy? Coi hoa hậu mà tưởng Shark Tank. Mày Ngô hú hôn gặp câu hỏi ứng xử về tuyển dụng. Định mạnh hơn, Mày Ngô diện chung mẫu đậm với màn Final Work của Á hậu Kiều Loan. Ngay từ vòng sơ khảo, Mai Ngô đã trở thành ứng cử viên khét tiếng của Miss Grand Việt Nam 2022, nhưng đang đi thẳng đến top 5 thì bất ngờ rẽ ngang vì câu hỏi ứng xử liên quan đến tuyển dụng. Khi Á hậu Kiều Loan vừa đọc câu hỏi đã khiến cả khán giả có mặt trực tiếp tại đêm chung kết lẫn xem qua màn ảnh nhỏ đều hoang mang nhìn nhau. Mặt ai cũng hiện lên câu hỏi, ủa, đang xem Hoa hậu mà, có thiệt là ứng xử top 5 Hoa hậu không ạ? Tưởng đang coi Shark Tank luôn không á? Cụ thể, Á hậu Kiều Loan đã hỏi rằng hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường mà không tìm được việc làm. Tuy nhiên, ở các công ty ban ngành lại thiếu hụt nhân sự. Theo bạn, nguyên nhân là gì? Hẳn là câu hỏi này có phần làm khó Mai Ngô vì theo lẽ thường tình, các thí sinh đi thi Hoa hậu sẽ chuẩn bị kiến thức liên quan đến các vấn đề văn hóa xã hội nhân văn. Nên việc bỗng nhiên rẽ sang câu hỏi về tuyển dụng khiến cô nàng càng thêm bối rối. Phải mất một lúc Mai Ngô mới có thể bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi một cách trôi chảy nhất. Nếu vấn đề này nằm ở việc chúng ta nhận định thế nào về việc chúng ta làm trong tương lai hơn là đổ thừa cho tổ chức nào. Tôi tin rằng cá nhân chúng ta cần rèn luyện những gì chúng ta làm. Tôi tin rằng khi chúng ta yêu bản thân mình, làm những gì chúng ta thích, ta sẽ thành công. Các công ty ban ngành thiếu nhân sự vì mọi người đề cao về tuyển dụng. Chúng ta cần đưa ra những chính sách cùng nhau phối hợp để đưa ra phương pháp để giải quyết vấn đề này. Sau chung kết Miss Grand, nhiều khán giả đã tràn vào trang cá nhân của Luna Kiều Loan để lại nhiều bình luận như: từ nay Miss Nhân sự, giám đốc nhân sự chuyên mảng tuyển dụng gọi tên Ngô Thị Quỳnh Mai. Chị trả lời hộ em câu hỏi của chị đi, đi thi hoa hậu chứ có phải đi xin việc đâu trời. Kèm theo đó là hàng loạt bài đăng trên trang cá nhân của Kiều Loan bị thả phẫn nộ. Ngoài ra, không hiểu vô tình thế nào, Mai Ngô lại diện cung một kiểu đầm với Kiều Loan trong đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022. Màn Final Work kết thúc nhiệm kỳ, Á hậu Kiều Loan cũng đã diện mẫu đầm ôm body xanh rêu này với phần cắt eo đầy quyến rũ. Bởi các phần thi trước đó của Mai Ngô trong đêm chung kết đều rất tốt và nhận về nhiều sự cổ vũ từ khán giả. Từ hô tên cũng được fan đồng thanh hô theo để cho khí thế. Mỗi khi đến phần trình diễn của Mai Ngô là cả khán đài như cuồng nhiệt hơn. Ngoài ra, phần trả lời ứng xử top 10 của Mai Ngô được xem là một trong những phần trả lời xúc động. Cô đã phải kìm nén cảm xúc nhiều lần để không bật khóc vì những khó khăn đã trải qua cùng sự trưởng thành của bản thân. Sự máu lửa của Mai Ngô tại Miss Grand 2022 khiến dân tình nhớ về hình ảnh của Mai Ngô 5 năm trước tại Miss Universe 2017. Tiếc là cô đã rút khỏi cuộc thi chỉ sau 2 tập phát sóng. Miss Universe 2017 là cuộc thi hoa hậu đầu tiên mà Mai Ngô tham gia. Khi mà cái tên Mai Ngô từng gắn liền với rất nhiều những sự nổi loạn, cá tính thì có vẻ Miss Universe Việt Nam không phù hợp với tính cách và con người của cô. Kết thúc đêm chung kết, Mai Ngô đạt được danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi. Cô sẽ cùng với 3 Á hậu còn lại đến Jakarta vào tháng 10 để xem tân hoa hậu thi đấu và màn Final Work của Thùy Tiên trên sân khấu Miss Grand International 2022. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!